xếp hình bằng giấy màu. Cách nuôi chăm sóc mẹ con từng giai đoạn. Phần 2, ăn uống, đồ ăn. Bạn nên cho mẹ con ăn các loại thức ăn mềm, gọn, nhất là thịt, nên cho ăn thịt xé nhỏ. Tất nhiên phải đảm bảo thịt tươi để tránh bị ngộ độc. Hơn nữa, bạn có thể cho mẹ con uống sữa kèm với sữa mẹ hoặc phô mai để cung cấp thêm canxi, hỗ trợ sự cứng cáp hơn. Kéo co, tục kéo co mỗi nơi có những lối chơi khác nhau, nhưng bao giờ số người chơi cũng chỉ làm hai phe, một phe dùng sức mạnh để kéo co cho lực bên kia ngã về phía mình. Có khi cả hai bên đều là nam, có khi cả bên nam bên nữ. Trường hợp bên nam bên nữ dân làng thường chọn những trai gái chưa vợ chưa chồng. Thức uống nước thì phải thêm mới một ngày nhé, có thể cho uống kèm với sữa tươi. Lưu ý khi chăm sóc, phơi nắng cho mẹ con 30 phút một ngày ở nắng sáng sớm. Hạn chế tắm cho mẹ con trong giai đoạn này, nếu có thể đừng tắm luôn. Không cho mẹ vận động liên tục trong 3-4 giờ trong ngày. Khi đủ 3 tháng tuổi, hãy tập dung lần đầu cho mẹ con. Sân chơi có dây thừng buộc dài hay dây xong, dây dài cây tre hoặc cây tre thường dài khoảng 20 m, cần để ra phía hai bên sống nhau nó mới dây thừng để kéo. Một vị chức sắc hay vô lão cầm trạch hiệu lệnh, hai bên ra sức kéo, sao cho đội cột trụ kéo về bên mình là thắng. Bên ngồi dân làng cổ vũ hai bên bằng tiếng vô ta cố lên. Có nên người ta lấy người lấy tay người, sức người kéo được tiếp kéo co, hai người đứng đầu hai bên nắm lấy tay nhau, cùng các người ôm một người trước mà kéo. Đang giữa cục một người bên nào bị đứt dây là thua bên kia. Cứ coi cũng mấy kẹo ba kẹo, bên nào thắng liền ba kẹo là bạn ấy được.